Mọi người ơi, chào mọi người trở lại kênh của mình nha. Kìa, thấy hai nhỏ học sinh ở đâu nó lại đây, nó lụm. Ơi lụm cái gì vậy nhỏ? Quá trời cá mắc cạn luôn. Cái gì? Lụm cái gô hả? Ở cái beta kìa lụm. U, đang con nè. Ủa chứ con này bị gòi bị đai rồi, không được. Đây nè. Đang con nè. Chết rồi. Bỏ vô đi. Nhiều để anh lụm phụ cho. U. Bỏ vô nha. Quá cá rô phi nhiều luôn nè. Ôi vậy cứu cá rô phi luôn đi mấy đứa. Ê, có còn cá beta không? Trời ơi, đây con cá beta đẹp quá nè. Con này con cá hấp muôn, cá phướng của ai? À, ở gần đây có ông nào nuôi cá beta không nhỏ? Không biết. Ông Tấn á. Mà sao bỏ mà đây quá trời luôn nè, là của người ta thấy người ta bỏ á. Cá lồng tông á nè mọi người ơi. Thôi giờ. Ở trong kia cá rô phi kìa. Ủa trời ơi. Nghẹt hết đây nè. Ở đây ơi, đây có mấy con beta nè, thôi. Dính con cá rô phi. Bắt mấy cái này giải cứu nó mọi người ơi. Nó mắc cạn hết rồi. Đây nè. Ồ, con cá này nó mắc cạn chết quen luôn, uổng ghê. Đây đây con cellophane kìa. Không. Ốc không à nha. Đây nè, quá trời mấy bé cá mắc cạn tội nghiệp rồi các bạn ơi. Giải cứu. Ơi cá bé màu nó gì nè? Cái này nhìn nhớ táo. Táo đột táo màu vàng á. Rồi nguồn cái này về chết rồi. Quá. Tội nghiệp ghê luôn các bạn ơi. Bắt gì nuôi hả? Chúng này à? Chúng không dám là mình nuôi lớn lên, tội nghiệp nó. Giờ mong cho nó có một trận mưa lớn đi, để cho nước nó cuốn nó ra lại. Nè các bạn, nó đi vô đây được cái nước gồng á, cái nó ra không được, giờ nó nằm nó chết trơn, uổng thì ghê trời, tội nghiệp quá. Giờ phải giải cứu được nhiều giải cứu. Đứt mày quá trời luôn. Ủa nãy giờ đây có cá ly thi nhiều không mấy đứa? Nhiều anh. Nhiều anh. Nhiều hả? Ủa. Nhỏ này bắt cá lấy, bắt cá này phụ vô bỏ vô đi, tội nghiệp nó quá nè, nó bị mắc kẹt rồi. Đây này, đây đang con cá beta nè. Trời ơi, con cá kìa, con cá beta kìa đó. Ê, con cá gì vậy? Cá lóc, dính vào cá lóc luôn nè. Được con cá lóc luôn. Ôi trời ơi. Ôi, ở đây con nè. Cá lóc hả? Cá lóc hả? Bỏ vô. Nemo nè thôi. Ê, đây có cá beta kìa, hai con luôn kìa, bỏ vô. Quá trời luôn rồi. Nemo nè thôi. Ê, cứu đi. Trời, bây giờ ước gì có một trận mưa. Thiệt lớn. Bởi hồi hai thằng quên. Ủa, còn hồi hai thằng đem gì nuôi hả? Đem beta gì nuôi hả? Hồi cho anh lại mấy cái con cá goofy nha. Ai thổi dưới chân mày kìa. Dưới chân mày kìa. Đâu vô tình đi gặp. Vô tình đi gặp hai thằng này. À, nó nhóng lên á, tao nhóng lên tao coi chiếc xe của tôi ông ơi, tôi sợ xe tôi bị mắc. Vô đây quên rút chìa khóa xe rồi, rút rồi. Không cần gần tay hết trời. Ủa, dữ. Ở đây, ủa sông nhiều đây, nhiều ra cá cho ta. Ủa cái sông này cá, giờ trứng nước vô lắm luôn á. Cái gì, tao cứ có trứng nước không? Bữa nào giải cứu nó ra lẹ lên đi nữa thôi. Giải cứu nó bớt đi mấy đứa ơi. Con Galaxy. Có Galaxy luôn hả? Có luôn á. Phải giải cứu cho nó mới được. Cái kiểu này nó sống không thọ đâu á. Cái đất quần em dơ thiệt không? Bắt cá lóc hả? Đấy, có cá lóc luôn kìa. Đây có cá lóc nè. Úi trời. Mày hả cá lóc? Úi đâu rồi? Bụp rồi, vớt bỏ vô thùng đi. Đem về nhà nuôi nó tội nghiệp nó quá. Đây, bây giờ. Nó lên mang cái con cá lóc luôn nè các bạn. Đây con cá lóc nè. Úi trời ơi, tội nghiệp quá à. Rồi sao giờ cứu nó hết vậy trời. Nó nghẹt hết trơn. Đây nè. U là chèn. Đây có cá lóc nè. Úi. Đây có cá lóc nè. Ôi trời. Ôi trời. À cá lóc sau lưng anh kìa. Sao? Đây cá lóc ta. Đây 4 con cá lóc rồi đó. Tội nghiệp thích ghê luôn. Đây ơi, đây con tép nè. Ôi. Tép bự kìa. Đây con tép nữa. Anh đi xong này có trứng nước hả? Trứng nước dữ lắm luôn á. Ở đâu? Bữa nào. Không tin hỏi con thợ rồi. Lại chứ mày thổi, trứng nước đâu mày? Ở trong cái kênh của thằng chỗ nhà thằng Kiến nó ra nó đó. Quá trời luôn. Đâu hỏi chứ nước đâu. Để tao bữa nào tao đi. Ủa đây con cá beta còn nằm đây nè. Bữa có gì hết rồi. Sao nó lên được khúc cái đoạn này. Nó có theo thời gian lâu lâu nó có một lần. Quá trời luôn các bạn ơi. Đây con cá rô nó mắc cạn nè. Ui. Thôi tội nghiệp quá. Nhiều dữ lắm, nhiều luôn mọi người, bắt không thể hết được. Vậy là sáng sớm nó mới lên hả? Để em biết đó rồi, nhiều dữ lắm, nhiều rồi.
Em bước nãy đi nè, trời mấy thằng nó bữa nay đi học về sớm mà gì mà ra đây bắt gì? Đúng rồi. Trời ơi, được như cái bài ta đó hả? U là trời. Nè. Ôi trời. Đâu? Bỏ vô thôi. Kìa dưới chân bên đây nè. Nè, u trụ con cá beta của tôi. Coi có con cá lóc nào bự bự không? Ôi trụ. Giật mình. Ốc u vàng thấy ghê luôn á. Tính ra mấy con cá rô phi này nó chịu nhiệt hay quá. Nồi nước lên. Không, nước không có lên nổi rồi. Nồi tối tối nước nó lên chứ sao. Kìa lấm đấy beta kìa. Rồi dễ dàng luôn rồi. Cứu hết nổi rồi mọi người ơi. Trời ơi, cứu xỉu rồi. Cứu giải cứu chứ sao cứu nổi. Nó nghẹt hết trơn. Cái cầu này cầu mua cái máy bơm mà bơm đắt ngược lên bơm nước vô á mới cứu nổi. Thôi ông kêu con chạy kìa. Ôi giời, cá lóc nó nhảy ra kìa. Lóc à, đi lóc đi con. Đây gì tao nuôi. Ê da, mày ra đây là mày chết đó. Thôi hỏi gì nó lên buổi nào mày. Ba chút nước á. Đó rồi. Hồi trước nó nhiều dữ lắm, nó cuộn luôn á. Vớt dài trăm ký là chuyện bình thường. Mà giờ hết mà nó rồi. Thôi mọi người ơi, mình về mọi người ơi, để thôi. Về cứu mấy bé này nè, để thôi mấy bé này rụi nè. Cái này là mong cho nó qua khỏi đi. Thôi chào tạm biệt mọi người nha, chúc mọi người nhiều sức khỏe luôn.